cố gắng hợp tác với em Facebook đi. Cái chị kêu thì cái nhưng mà chị nhưng mà chị kêu chị không hứa đó, về lâu về dài đâu nghe. Hắn kêu ok chị, em sẽ tạo cho chị một niềm tin, em sẽ cho chị thấy cái quyền lợi của chị mà chị không biết được. Hắn kêu đi chứ, chị nói chị cứ cho em video đó đó, em ưng làm chi em làm. Chị cho em mấy video, video mà chị quay cho em những cái mụn mà bình thường đó, thì chị cũng nói trước cho em như vậy. Đó, tùy em. Thì chị nói không tới nữa. Chị kêu có video thì chị gửi cho. Với lại chị cũng quay mấy cái nơi chị nói mấy đứa quay được mà. Chứ có hắn ở đây cũng chặt chủ thì. Với lại thật sự nó cũng bận mà. Do nó muốn ấy mình nó mới ở đây thôi, chứ còn nó cũng thật sự mấy thằng nó cũng chẳng muốn ở đây đâu. Trời hờ quá gì nữa, người ta cho video luôn, người ta không đòi hỏi chi nữa. Sướng như tiền rồi còn là mồ thờ gã rồi đúng không mày? Thì kệ cứ, ý là cái Facebook thì lâu nay thôi mình để không, mình cũng làm chi thôi, kệ mình xa xa như chứ. Vì cái lượng Facebook nó khác hơn lượng YouTube, em hiểu không? Nên là nó cũng như nhau à. Chị thấy nó cũng như thế. Tại vì đó ví dụ mình có thêm tiền cho dù cũng được. Còn sau này Hà làm được thì thôi chị ngưng. Chị ngưng bay hắn. Hiểu không? Thì em cứ tính đi. Khi mà em làm thì tại vì hắn kêu là cái Facebook này là nó khác cái ấy. Hắn kêu do cái trang cá nhân của chị thôi. Trang của cái cá nhân của chị xa thôi. Chứ còn mà chị không xa thì do cái lượng mà lượng họ xem trên trang cá nhân mình quen rồi á. Nên là họ xem nhiều. Chứ không có lượt xem thì cũng như YouTube là thầu hắn kêu như nhau, mà do cái trang của chị follow cao quá, với lại là họ họ yêu thích chị, có cái đội ủa kiểu như là hắn kêu là có fan của chị á, fan á, kêu là họ yêu chị, họ thích chị nên là họ cứ xem thôi. Nói chung thằng ấy cũng có nhiều cái hay, cũng hay, tại vì hắn làm lâu rồi cũng biết nhiều quỷ ma rồi. Nhưng mà thằng ấy cũng được, không đến nỗi gì mà thấy nó cũng đàng hoàng, chứ không như mấy cái thằng kiểu cà rắc kia. Thằng ấy có 2 con rồi mà, có gia đình rồi, lo tập trung làm ăn. Nhưng mà thằng ấy chủ yếu là làm ăn sổi kiếm tiền rồi đó thôi, chứ không có nói rằng mình nghe đó thôi. Mà chị cũng nói với hắn luôn rồi, chị nói một câu là hắn hiểu luôn, chị nói một câu là hắn cái em hiểu rồi, chị nói là em khỏi cần qua là hắn hiểu luôn, mà hắn nói rồi mà cái em biết rồi chị, mà chị nói thẳng luôn chị cái em chỉ cần biết rồi thôi, em đừng có hỏi chi hết trơn, chị không trả lời được đâu. Ok, dạ em hiểu rồi, chị nói là em hiểu rồi. Cái tụi này hiểu liền chị, vì mình cũng dân trong nghề rồi.
nay không đang bán hàng, bán đồ chi nghe. Đi đi cái nó mệt lắm. Suy nghĩ nhiều thứ quá đúng không? Khi em quay là em nhớ lưu lại cho quay quay cảnh 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 xí nè. Cái chó lạ lạ lạ. Các bà nên bà gọi điện, bà có cái u gì á, mấy u nhỏ 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 u bả, bả mà qua làm có video mình mà hồi mình đăng mấy cái u lên nhá, nhiều người họ có u á, hồi qua mình họ làm là mình có video, nhiều video. Chị là phòng khám hay là là cái gì vui gì sợ thầy tìm phòng đất nữa bà. Đồ, chuyển qua nghề bác sĩ luôn bà. Nói kia bác sĩ hôm xưa mà chị nói mình học chắc là như chị nói bác sĩ đấy. Học mình chưa chắc làm bác sĩ. Mụn má này nó già đanh luôn. Nó nhiều không Phúc? Nhiều lắm chứ, nhưng mà làm sao nữa. Mà nó xíu xí xí không nè. Quay mà gần gần đi gì đã hài. Cái thằng mà nói kia ông đứng ông kia ông nín thở luôn, ông quay mấy cái nhỏ nhỏ, nhỏ kìa mà ông để xá trời trời gần vô. Em biết họ ghiền ghiền video của mình nét nè. Quản lý luôn à, ghê đó. Nhớ chui nhà vệ sinh nhá. Cái là quản lý là dọn dẹp đó chị. Nó không chức vụ quản lý dọn dẹp. Đấy là dọn dẹp. Chào quá. Thì
cái tự sắp xếp. Nói chung là bữa nay ai mà muốn làm chi cứ hỏi Hà, đừng hỏi qua chị. Hà là thay chị lo nha. Ví dụ với lại Hà là coi thiếu chị nói mấy đứa nghe thấy nha hả? Hà là quản lý cái quán luôn. Đúng rồi, chính xác. Nói chung là em quản lý chị đó. Cũng đã gì trợ lý kim tất cả mọi thứ. Ta nói không còn cái chi của ta mà hả? Không biết Khanh Bì chưa biết rồi không? Ghê quá, thao sợ quá. Không có chị là biết. Đang mấy cái người nó họ lái kênh mình giả nhiều ghê, sợ thì thực sự là kinh khủng. Thì đúng thôi, kiếm được tiền. À, tụi em dọn dẹp có thấy ai để một cái áo màu đen khoác kiểu gió dù chứ không? Có ai thấy cái áo mua họ để quay không? Khách hỏi. Một miếng nặng đã rồi. Kinh. Coi mà mấy cái video mà mấy người mà họ nặng mụn mà nặng không ra kìa, bực mình lắm. Bữa mà mình giả đò kìa, mình quay một cái video mà mình nặng hồi cục mũ không ra, thì họ có chửi không ta? Mà do cái nghề của mình là mình đâu làm được đâu. Chị Ân để suy nghĩ thay đổi cách mình lâu lâu, mình đang lạ nhé. Mới cô anh chí được nhiều người coi rồi kìa. Ông cũng nhiều chuyện, ông vô ông xem rồi ông... ông xem ông được bao nhiêu người coi rồi. Ok rồi, không phải thì dẫn đi ông. Cũng chị lo hết khổ. Nhìn cái số vẫn rõ đấy. Mình làm là không bao giờ cũng bị ấy về cái kênh của mình là nó ok á hả kìa, kiểu như là nó mụn mà chất lượng á, với lại luôn luôn là có những cái clip mới rồi đó nên là ai mà đã biết
tìm hiểu đi rồi hồi mình làm đi, nói cho mình luôn cho nó khỏe hành. Chứ làm với họ thì được thời gian ngắn thôi, chứ thằng mô thằng nấy thì hắn cũng nghĩ lợi trước mắt thôi chứ đâu bao giờ với lại nghĩ lợi hắn thôi chứ đâu. Mình nay là mình để cái kệ cái để cho họ làm đi, rồi sau này mình tính được thì mình làm cho mình. Không, không phá đâu. Trong... thì tất nhiên mình cũng sợ, nhưng mà chị thấy nói chung là không sao đâu. Đấy là chị cũng sợ, nhiều khi đang cầm điện thoại chị cũng cầm bấm bấm chị sợ cũng vô luôn đó. Ấy cái điện thoại chị kia, tại vì đang mình đâu có biết hết là ai đâu, tự nhiên cầm điện thoại của mình trong khi mình đang giữ tùm lum thứ vô coi đồ Facebook, đồ hack Facebook mình răng, rồi họ cũng làm tiền mình răng. Chứ nó chịu á, đúng không em? Rồi ý là chị cũng sợ lắm chứ, tại vì cũng cầm điện thoại chị nhiều khi chị đi, chị đang làm cho khách nó quay xong rồi cơ. Ừ, cái nớ quan trọng. Cái rồi này kia gầm heo đó thì vỡ chứ. Chị nói anh Bi đó. Chị nói anh Bi đừng có ấy nghe, không nói chi nói đừng có nghe đừng. Ông Bi ông cũng dễ tin người lắm. Ông Bi. Nói chung là chị nói là em cái do là đi nè, bữa hôm nó chị cũng lo tự nhiên xuống ngồi nói chuyện ông Bi, mà trong khi ông Bi không biết gì hết trơn, cái mà trong khi không nói chị hết, cái tự xuống nói kêu em đi về mà xuống ngồi nói chuyện với ông Bi cũng cả tiếng đồng hồ luôn á. Thì cái ngày em đi chơi đó, ngày em đi chơi là ngồi nói chuyện với anh Bi đó. Ý là không, ý là mấy cái nó thì có máy móc đồ chị không có nói vấn đề nữa. Với lại là chị nói em nghe, ý là em với chị thì còn không còn, chị hiểu quá hiểu không? Ngày ở đây là ngày Hà đi nó mới đau chứ. Nhưng mà không chi đâu. Thằng này nếu mà hắn, với lại chị thấy hắn cũng không lấy nổi đâu à. Nhưng mà ý là mình không phải là mình tin người, nhưng mà ý là chị thấy thằng này cũng sống có đất có được, không có chi không lấy nổi gì đâu. Ý là mình thì đúng mình thì hắn có chị thì chị với em, chị cũng bị chứ phải của chị mà cái của ai đâu. Chị là người sợ nhất đó em, chị ý là chị thì chị không rõ nên là chị phải hỏi em phải nói trước chứ không là sau này chị lại trách ngược em nó. Chị cho rằng em không lo nói trước cho chị để chị này kia hỏi em là em lại im là nó mới chết chứ.
sau là lỡ thằng này thôi chứ bữa sau không có. Ví dụ như mà răng á, thằng này răng á, chị nói thiệt luôn á, tự nhiên chị ơi chứ còn trời ơi toàn là phải có một người gọi là nói chung cũng liên quan tới cái cây, liên quan tới ấy. Chị cũng không muốn rắc rối chi nhiều. Vậy Hà là Hà chắc chắn với là Hà từ từ. Hà không có manh động như mấy cái tụi này. Tụi này là làm kiểu làm nhanh gọn lẹ đồ. Chị nói là mình biết hết trơn đó chị, mình cũng có kế hoạch từ lâu rồi hết á, chứ không phải không có. Mình biết hết, mình tìm hiểu mà. Chẳng qua là mình tìm cơ lúc là khi mà nó ổn định. Đúng rồi. Chắc chắn đó. Thời cơ chủ yếu cái trang của mình thôi, chị chỉ sợ mất cái trang Facebook đồ này kia thôi. Lấy bài bà Bình lên trên đi để rồi chị. Quay nè.